Rồi, hello các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một cái clip để mà show cho các bạn xem một số cái món đồ mà mình đã lên cái chiếc Queen X này ha. Thì khác với cái kiểu độ hồi cái con Queen X đầu tiên của mình á, là cái con kia các bạn có thể xem trong kênh của mình ha. Cái con đó thì mình độ theo kiểu là kiển đi đồ này kia nhiều. Còn đối với cái con Queen X này á, Queen X 2024 mình mới mua này thì mình chỉ gắn những cái món đồ mà mình cảm thấy là cần thiết thôi các bạn, chứ mình sẽ không có độ theo kiểu mà độ kỹ ngày xưa nữa ha. Hồi xưa thì mình cái xe Queen X đầu tiên của mình á, mình xác định xe đó là xe để đi chơi, chỉ là đi chơi, đi cà phê, đi phố hàng ngày hoặc đi tour thôi. Còn bây giờ cái xe này mình xác định nó là cái xe để đi lại hàng ngày luôn, để đi làm luôn. Cho nên là mình sẽ không có độ những cái món đồ kiện nó quá gọi là lè lẹt ha. Mình chỉ lên những cái đồ nào mà mình cảm thấy là giúp cho xe đó thêm cái tiện ích thôi đó. Rồi cái đầu tiên không thể không lên, không thể thiếu cho bất kỳ một anh em nào mà mới mua xe ha, đó chính là dán keo xe. Cái này nói thì có vẻ nó đơn giản đúng không, nhưng mà dán keo xe thì đôi khi là trong nhiều trường hợp các bạn sử dụng xe về lâu về dài á, nó sẽ giảm thiểu cái những cái việc mà bị xước vào trong cái sơn của xe ha. Thì có một cái lớp keo xe bên ngoài, nó sẽ giúp cho cái xe chúng ta nó hạn chế được những cái vết xước lớn vào trong cái dàn sơn của xe. Thì đối với cái xe mà Queen X có cái lớp sơn nhám như này nè các bạn, thì mình sẽ dán cái loại keo mà chuyên để dán cho cái xe sơn nhám ha. Đó, thì khi dán là các bạn thấy nè, cũng giống y như là chưa dán đó các bạn, nó giữ lại được cái độ nhám y chang như là zin, sơn zin luôn các bạn. Đó, thì cái này mình dán toàn bộ xe thì đâu đó khoảng gần 700 thôi. Đó, mà mình cũng có yêu cầu luôn bên cái bên dán xe, họ dán luôn cái vè này nè các bạn. Cái vè này là cái vè mà nó cực kỳ dễ bị trầy qua thời gian nha. Nhiều khi các bạn gửi xe hoặc là các bạn đi ngoài đường thì cái vè sau này nó dễ bị va quẹt với những cái xe khác lắm các bạn. Cho nên là khi mà mình không dán á, thì mình sẽ về lâu dài á, cái chỗ này nó sẽ bị trầy vậy đó các bạn. Hoặc là một số anh em thì anh em sẽ mua cái nẹp mỏ inox này kia, anh em máy vô đây cũng được. Mình thì mình không có thích xe mình bị gắn mấy cái đồ inox nhiều, cho nên là mình sẽ chọn phương pháp là mình dán luôn đó, sẽ hạn chế tối đa những cái vết xước vào trong cái dàn nhựa của xe ha. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên cái dàn ghi đông của xe. Thì lúc nào cũng vậy, cái cảm giác lái, cái cảm giác cầm lái lúc nào cũng là cực kỳ quan trọng khi mà mình chạy một chiếc xe, đặc biệt là những cái xe mà thể thao underbody như Queen X đúng không đó. Thì mình có lên mỗi cặp bao tay, thì là bao tay Dayunta chính hãng nha các bạn nha đó, thêm một cặp gù carbon nữa. Thì sở dĩ mà mình phải thay liền cái bao tay này các bạn, giống như là cái bao tay zin trên Honda Queen X á, nó khá là trơn. Gặp những bạn nào mà cái hay ra mồ hôi tay như mình á, mà các bạn đi một hồi mà mồ hôi tay các bạn ra nha, là cầm nó trơn tuột à. Với lại cái gai ở trên những cái gai ở trên cái bao tay zin á các bạn, mình cầm lâu mình cũng không thấy thoải mái nữa, nó bị gai cái lòng bàn tay mình đó các bạn. Đó, cho nên là mình thay một cái loại bao tay Dayunta ha. Thì cái này á, thứ nhất là cầm nó rất là bám tay các bạn, cái cao su này nè nó cầm rất là bám tay đó. Cái hai nữa là những cái vân này nè các bạn đó, mình cầm mình chạy bữa giờ mình chờ sử dụng các bạn, mình cầm lâu á nó cũng không có bị, nó ít bị gọi là đau cái lòng bàn tay hơn ha đó. Và nó cũng có những cái đường vân nè các bạn, nó chạy nó làm cho cái xe mình nó có điểm nhấn hơn ha các bạn. Cái này thì nó có nhiều màu lắm, nhưng mà mình chọn cái loại mà nó có cái những cái đường kẻ nó màu đỏ như thế này á, nhìn nó sẽ cái xe mình nó sẽ cá tính hơn. Rồi mình sẽ thêm luôn mỗi cặp gù carbon đây các bạn, hãy xem đó. Mình thêm một cặp gù carbon nha, bên kia cũng giống y như vậy. Rồi thì cái cặp gù carbon này các bạn cầm lên á, lúc mà mình mới mở cái hộp này ra, mở cái hộp gù carbon ra, mình cầm hai cái gù này lên, trời mình thấy rất là nặng các bạn, cực kỳ nặng luôn, nó cầm đã lắm đó. Rồi khi mà gắn vào xe thì đây, kết hợp với cái bao tay màu có cái điều chỉ đỏ nữa thì rất là tông xẹp tông ha. Nhìn cái xe mình nó có điểm nhấn hơn, và những cái vân carbon rất là đẹp, và cộng với cái độ nặng của nó thì nữa thì nó làm cho cái cổ xe của mình á rất là đầm ha. Rồi cái tiện ích tiếp theo là đây, một cái nút công tắc tắc động cơ rồi thì cái nút này á, mình cũng đã từng đề cập trong một cái clip trước đây của mình, là bây giờ sở dĩ mình gắn cho Queen X á, là cái thói quen mình hình thành từ khi mà mình đi chiếc xe 300 các bạn. Thì các bạn biết là trên những cái dòng mô tô phân khối lớn nó sẽ có một cái nút gọi là nút tắt động cơ đó. Thì từ khi mà đi xe 300 á, mình thói quen là như này, là khi mình chạy xe về
mà mình muốn tắt máy á, thì mình sẽ tắt cái nút này đầu tiên. Đó, tắt cái nút động cơ đầu tiên, xong rồi mình mới dặn chìa khóa xuống để nó tắt điện luôn. Đó, mình sẽ có hai bước như vậy ha. Thì đó là cái thói quen từ khi mình đi chiếc xe 300 tới giờ rồi. Cho nên là khi mà đi WinX này á, không có cái nút tắt động cơ thì mình thấy nó thiếu thiếu. Đúng. Cho nên là thôi mà kệ, mình gắn luôn cũng được. Và nó cũng có một cái, nó phục vụ cái nhu cầu của mình đó là biết sao. Nhiều khi mình dừng lại ở một cái tiệm tạp hóa nào đó mình mua đồ đó bạn, mình chỉ muốn tắt động cơ thôi chứ mình không có muốn tắt cái điện xe. Đó, thì mình có thể sử dụng cái nút này. Đó. Chứ cái nút này không có, các bạn đừng nên sử dụng nó trong cái trường hợp gọi là dừng đèn đỏ các bạn. Dừng đèn đỏ bây giờ có mấy giây à, mà các bạn cứ tắt động cơ xong mấy giây sau đèn xanh, các bạn bật rồi các bạn đi tiếp, rồi cứ các bạn cứ làm lại cái kiểu đó hoài với mấy cái đèn đỏ tiếp theo, thì thực sự là nó không có tốt, nó không có đúng với cái trường hợp của một cái mẫu xe công tay nha các bạn. Cái chức năng đó là cái chức năng idling stop trên những cái dòng xe tay ga nó khác, còn cái chức năng, cái công dụng trên cái nút này á, trên những cái dòng xe underbone, những dòng xe phân khối lớn hoặc là những dòng xe tay côn như thế này nó khác. Đó, mình chỉ nên sử dụng cái nút này trong trường hợp nào, trong trường hợp mà các bạn dừng lại ở đâu đó một cái khoảng thời gian nhất định, các bạn mua đồ, các bạn tấp vô, các bạn mua đồ xong các bạn đi liền, các bạn vẫn ngồi trên xe nha. Đó, nhưng mà các bạn tấp vào các bạn mua đồ thì các bạn lại tắt cái nút này để nó tắt động cơ điện xíu đi. Đó, nhưng mà điện xe nó vẫn còn. Rồi khi các bạn mua đồ xong, các bạn chỉ cần dặn nút này và đề ra là các bạn đi thôi. Đó. Rồi thì nói chung là cái chỗ mình làm họ gia công cũng khá là đẹp nha các bạn. Cũng không có bị khuét nhựa, nó bị nhăn nhở gì đâu. Khá là ok. Cái nút này là nút zin của Honda các bạn, chứ không phải là máy nút lô đâu nha. Mình nói cửa hàng họ lấy cái nút zin của Honda, kệ mắc hơn có một xíu rồi, nhưng mà cái cảm giác bấm nó đã hơn các bạn. Và cái mấy cái biểu tượng này nè, nó cũng lâu bị bay hơn. Còn mấy cái nút lô các bạn, cái màu đỏ nó nhạt nhạt rồi, mấy cái ký hiệu nó vẽ trên đây nè các bạn. Các bạn sàn thời gian nó bay nhanh lắm. Đó, cho nên là mình đi nút zin luôn. Đó. Rồi, khoét thì rất là thẩm mỹ, rất là đẹp. Và cái khoảng cách mình có nói họ là canh cái khoảng cách cho nó vừa với cái tay á, đây vừa luôn, rồi tiện lợi. Rồi tiếp theo là cái đồng hồ này ha. Đây là một trong những cái món mà mình cũng từ khi mà mình đi chiếc xe 300, mình đã từng gắn cái tiện ích này lên chiếc xe 300 rồi. Thì nó là cái đồng hồ đo áp suất lốp. Từ khi mình sử dụng cái đồng hồ đo áp suất lốp trên xe 300 thì mình cảm thấy đây là một cái món phụ kiện rất là cần thiết, kể cả cho phân khối lớn hoặc là xe công ta gì xài cũng được hết các bạn. Đây mình sẽ bật lên cho các bạn xem ha. Đó. À, các bạn thông cảm là do cái tần số quét của cái camera với lại cái màn hình này nó bị cắt nhau các bạn, cho nên các bạn nhìn qua thì các bạn thấy nó chớp á. À, nhưng thật ra ở ngoài thì nó hiện rất là đẹp ha. Thì đây là một cái đồng hồ có chức năng là đo áp suất lốp, bánh trước bánh sau, và nó báo luôn cái vân bình các bạn. Ở đây các bạn có thể thấy nè. Trên đây là cái vân bình 12.8V ha. Rồi. Thì nó sẽ có chữ F và chữ R. Thì chữ F á, là front, là bánh trước. Thì đối với bánh trước nó sẽ đây 2,65 là 2,65 kg, đây là áp suất lốp ha. Rồi, tiếp theo nó có cái ký hiệu nhiệt độ là các bạn. Thì nó sẽ đây có thông số là 34,9. Có nghĩa là đây là nhiệt độ của cái bánh, nhiệt độ của cái lốp xe. Rồi cuối cùng đây nó có ký hiệu là cái pin này các bạn, 100%. Thì đây là pin của cái cảm biến gắn ở trong cái van của cái bánh trước nha các bạn, là bánh sau. Bên đây là cái chữ R. Đó. Chữ R thì là bánh sau, thì nó cũng sẽ có ba cái thông số tương tự như vậy ha. Rồi thì đây là cái đầu van cảm biến này các bạn, trong cái bộ nó có luôn. Các bạn chỉ cần thay cái đầu van zin thành cái này các bạn gắn vô thôi là được ha. Tuy nhiên có một cái là cái con này nó sẽ có một cái lông đền. Đó, để mà giữ cái nút này, giữ cái cổng cảm biến này lại. Đó, cũng như là chống bị trộm mất cái nút này ha. Thì các bạn nếu mà đã gắn cái này rồi á, thì khi mà mình bơm bánh xe, mình phải chủ động mình xuống, mình lấy cái cờ lê, lấy cái khóa ở trong cái bộ mà của cái này nè, mình dặn cái con lông đền này ra trước rồi mới mở được cái van ra nha. Chứ đừng có không có dặn cái con lông đền này mà các bạn cứ cố, các bạn dùng sức các bạn vặn cái này hồi là nó gãy luôn cái đầu van á. Rồi thì mình thấy nói chung là áp suất lốp là một cái phụ kiện khá là cần thiết với những anh em nào mà anh em thường xuyên đi những cái tour xa, hoặc là anh em đi làm ở xa các bạn, đi đường trường nhiều, thì cái việc mà theo dõi cái áp suất lốp cực kỳ quan trọng. Đôi khi là nó còn ảnh hưởng đến sự an toàn của chúng ta khi lưu thông nữa. Đó. Cho nên là thật sự ok thì mình gắn thôi. Đó, thì các bạn thấy là khi mà gắn vào nè,
mình không biết là Honda với cái hãng nào đồng hồ này họ có làm ăn với nhau hay không, nhưng mà cái kích thước của cái đồng hồ này các bạn gắn vào cái khoảng hở nhựa của cái mặt đồng hồ bên S nè là nó vừa khít luôn các bạn, nó không dư cũng không thiếu luôn, nó gắn vào coi như là vừa khít luôn các bạn, coi như là sinh ra để dành cho nhau luôn á đó. Đó, cho nên là mình sẽ không cần khoét nhựa gì ở trên cái đồng hồ này đâu, nó gắn vào nó vừa chỉ cần tịnh vào để vừa khít luôn nè, đó khoảng cách rất là vừa vặn ha, rất là đẹp, rất là gọn gàng, mình có thể theo dõi được cả vân bình cũng như là theo dõi được cả cái thông số lớp trước và lớp sau. Đó, mình nói lại ha, đây nó sẽ có ba cái thông số nè, 2,65 là cái áp suất lớp, 3,9 là 34,9 là cái nhiệt độ động cơ, nhiệt độ của cái lớp xe, 100% ở đây là pin của cái đầu van cảm biến ở dưới đó, bánh trước và bánh sau. Rồi đây là vôn, khá là tiện lợi, rất là đẹp, nhỏ gọn. Rồi mình zoom vào cái đuôi xe thì các bạn biết là sắp mình sẽ sắp nói về cái món phụ kiện gì tiếp theo rồi, đúng không? Đây đó chính là cái cản Winner V1, một cái món phụ kiện mà mình thấy anh em hầu như anh em đi Winner trên đường thì chính bạn thì đã có 6-7 bạn là sử dụng cái đã đi thay cái cản V1 rồi. Thực ra lúc đầu mình cũng không có tính thay cản V1 đó các bạn, nhưng mà cho đến khi mình bị cái chân mình đó các bạn, mình đá vào cái ngay cái sừng trâu của cái cản zin các bạn, nó bầm cái luôn cái đùi luôn đó, cho nên là mình thấy thôi nguy hiểm quá, gặp mình là như vậy nha. Còn đối với những bạn gái mà các bạn thấp thấp nữa, mà khi các bạn giơ cái chân lên, các bạn lên xe, các bạn lên yên ngồi á, mà các bạn quơ cái chân mà không đủ cao á, các bạn đá vào một cái nữa là coi như là chảy máu luôn á, có thể nó mà giơ mạnh quá là chảy máu luôn các bạn. Cho nên là thôi mình đi thay luôn cái cản Winner V1 này, thì nói chung gắn vào xe thì nó cũng khá là ok, khá là hợp. Đây là cái cản Winner V1 zin của Honda các bạn, các bạn sờ vào nè, các bạn có thấy thấy cái lớp sơn rất là mịn các bạn đó, các bạn nhìn kỹ vào cái lớp sơn đó, các bạn thấy thấy là nó có cái ống lên á, rất là đẹp ha. Rồi những cái cản lô khác thì nó sẽ không được, cái lớp sơn nó sẽ không được mịn như thế này các bạn, mấy cản lô thì nó có khoảng 200+ à, cản này tới 400 lận. Rồi là cản zin của Honda. Và có một điều đặc biệt nữa là các bạn có thể thấy ở đây đó, thì cái nơi bán họ có mài sẵn luôn, bởi vì cái cản zin V1 á, nếu các bạn gắn vào xe mà các bạn không mài bớt cái vị trí này nè các bạn, thì nó sẽ bị cạ vào dàn áo xe đó, cho nên là cái chỗ bán thì họ mài sẵn luôn đó, họ mài cũng khá là đẹp ha, để khi mà lắp đặt vào xe nó không có bị cạ vào dàn nhựa. Bên kia thì cũng được đó, các bạn thấy nè, cũng được mài đó. Rồi và các bạn biết một cái công dụng khá là lớn của cái cản V1 này là gì không, là đối với những bạn nào mà các bạn chở thêm một bạn nữa mà phía sau nè, mà các bạn phía sau này họ đeo một cái ba lô, một cái ba lô khá là nặng, nó bị tiểu xuống, thì đối với cái cản sừng trâu á, do ở đây cái cản sừng trâu thì nó chỉ lên hai phía bên hông vậy thôi, ở giữa nó không có gì hết, thì nó sẽ không có cái điểm tựa, nó sẽ không có một cái điểm nâng cho cái ba lô, khi mà cái ba lô nó trễ xuống, nó không có một cái điểm mà tựa dưới đây á, thì nó sẽ trễ cái vai mình hơn, nhiều hơn. Còn đối với cái cản V1 này á, các bạn có thêm một cái điểm tựa nè, đó, thì khi mà các bạn đeo bên cái ba lô nặng á, thì cái ba lô, cái đáy ba lô nó sẽ được nâng ở trên cái cản này, ha, nó sẽ giảm áp lực trên cái hai cái vai đeo của mình nhiều hơn, đó. Đó là một trong những công dụng khá là hữu ích của cái cản Winner V1 này mà cản sừng trâu nó chưa đáp ứng được tốt. Rồi một cái món cuối cùng trên xe của mình chính là cái yên ha. Thì các bạn biết là đối với cái yên zin của Winner X á, thì đối với những cái hành trình ngắn các bạn ngồi hay tạm chấp nhận được, nhưng mà đối với những anh em mà có những cái chuyến đi nó dài, những cái đi tour thì anh em bắt buộc phải lên một cái yên độ mút mới. Thì mình có lên thì cái này, cái yên này nó sẽ sử dụng lại cái đế zin nha các bạn, nó chỉ thay cái lớp mút bên trong cũng như là cái lớp da y bên ngoài thôi. Thì mình thấy nói chung là cái form yên này nó lên xe cũng khá là ok các bạn, khá là hợp nha. Đó rồi thì cái mút bên trong á, theo mình cảm nhận mấy ngày nay thì mình thấy là nó đương nhiên là đúng rồi, nó sẽ êm hơn, nó sẽ mịn hơn, nó sẽ ngồi nó sẽ êm cái mông của mình hơn trong những cái chuyến đi dài đó. Và cái người ngồi sau á, cái do là cái da yên này nè các bạn, nó cũng chất lượng nó cũng khá là tốt á, cho nên là nó sẽ hạn chế cái tình trạng cái người ngồi sau á họ bị trơn, họ bị tụt ở phía trước đó, nó sẽ bám cái mông của mình hơn ha. Đó đây cái lớp da yên cũng khá là ok các bạn. Rồi
Đó, nói chung là cái yên này thì như mình nói đó, sẽ sử dụng lại cái đế zin, chỉ thay cái lớp mút và cái lớp da yên thôi. Và có một điều đặc biệt nữa là đối với cái dòng Winner X 2024 V4 này các bạn, khi mình mới mua xe mình có thấy nó một cái lỗi như thế này, là khi mà qua những cái gờ giảm tốc á, cái phần phía sau này nó bị kêu cụp 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 cụp. Mới ban đầu thì mình không biết là nó kêu cái gì, nhưng mà một thời gian sau thì mình biết là nó kêu cái yên. Cái yên này, cái yên zin đó các bạn, khi mà qua những cái gờ giảm tốc nó sẽ có tiếng kêu rồi đó, cụp 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 như thế này nè, cực kỳ khó chịu luôn đó. Tuy nhiên khi mà mình lên cái yên độ này á, khi mà mình lên cái yên mới này á, thì nó khắc phục hoàn toàn luôn cái việc kêu đó nha. Khi mà qua cái những cái gờ giảm tốc nó sẽ không còn cái tiếng kêu cụp 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 như cái yên zin nữa, khá là hay đó. Đây có một cái món này nhỏ thôi nhưng mà cũng khá là hay các bạn ha. Đây là cái chìa khóa zin của Honda Winner X nha các bạn. Cái remote thì đúng hơn, remote của Smart Key. Thì các bạn biết là cái remote này thì nó là chất liệu nó bằng nhựa, cho nên là các bạn xài lâu ngày á nó bấm bẩn nè, rồi các bạn va đập vào những cái vật cứng khác á, thì nó sẽ dễ làm đầy xước và nó bể luôn cái phần nhựa xung quanh cái remote ha. Cho nên là mình có đặt một cái ốp gắn vào cái remote, là cái ốp nè đó. Thì cái ốp này dành riêng cho cái remote, cho nên là gắn rồi nó khích lịch rồi các bạn, nó đẹp ha. Ở đây nó có cái phần da nè các bạn đó. Ở đây nó có cái phần da nữa nè, sờ vào rất là sướng tay ha. Nó chừa là cái lỗ tròn như thế này để khoét chừa cái logo Honda ra nè. Rồi ở đằng trước thì đây vẫn bấm được bình thường đó, sướng lắm. Và cái chất liệu này là bằng kiểu nhựa cứng các bạn, mà giống như kim loại vậy, cầm nó nặng chắc tay đã lắm đó, đẹp nữa. Cái móc khóa này thì nó có thêm cái logo Honda nè, rất là hay ha. Các bạn có thể gắn vào móc quần hay gì đó. Và đặc biệt là mấy cái dãy màu nhiều màu này nè, nó có phản quang các bạn đi buổi tối thì nó sẽ có phản quang ha, khá là hay đó. Cầm lên khá là sang các bạn đó, khá là sang luôn, đẹp. Vừa bảo vệ cái remote mà vừa tăng cái tính thẩm mỹ nữa. Đây là một cái phụ kiện tuy nhỏ thôi nhưng mình cảm thấy khá là quý. Các bạn thích thì có thể đặt trên mấy cái sàn thương mại điện tử, Shopee hay là Lazada gì đó, thì sẽ có bán cái này. Nhưng mà nhớ là phải chọn đúng cái loại của cái remote cái xe của mình nha. Tại vì mỗi cái loại remote nó sẽ có một cái ốp khác nhau để nó phù hợp với vị trí nút bấm này. Rồi, cảm ơn các bạn. Ok rồi, đó là tất cả những cái món mà mình đã gắn lên cái Winner X V4 2024 của mình ha. Thì đây chỉ là những cái món mà tăng thêm cái tính tiện ích cho xe thôi, chứ mình không có đủ kiển như ngày xưa nữa các bạn. Đó, bây giờ cái kiến mà mình còn đi kiến zin mà. Thật ra kiến thì mình, tại vì mình chưa tìm được cái kiến nào, cái kính nào nó ok hơn, cho nên là mình vẫn đi kiến zin thôi. Đó, thì các bạn có thể xem ra đây là chiếc Winner X V4 2024 của mình ha. Rồi thì đương nhiên là không phải đủ kiển thì nhìn cái xe nó cũng y như cũ thôi, nhìn y như zin thôi, không có khác gì hết. Chỉ thêm một món số món đồ nhỏ thì nó sẽ không có thay đổi cái ngoại hình của xe nhiều. Đó. Đó, rồi cảm ơn các bạn đã xem cái clip này của mình ha. Rồi chúc các bạn một ngày vui vẻ nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.